Hello anh em, đã hơn chục ngày rồi, Chun vẫn chưa ra video. Thì hết tuần này thì Chun sẽ tập trung vào làm video hơn nha anh em. Nên là anh em đừng có lo gì cả. Thì như anh em đã biết, sau cái video FPS của Chun ấy thì đã kiếm được rất là nhiều viewer mới và được rất nhiều các YouTuber lớn để ý. Và bất ngờ, Chun lại nhận được một thử thách của một YouTuber, đó chính là Nupu, là một YouTuber Minecraft ở dưới nước lâu nhất mà Chun từng biết. Nên chúng ta sẽ có một cái video thực hiện thử thách của những người nổi tiếng đấy. Và thử thách của Nuba đó chính là mỗi lần chết ấy thì chúng sẽ bị mất một cái nút bất kỳ nào đấy. Và nếu như anh em thích cái video này, hãy cho chúng một like, subscribe và đừng quên chia sẻ video cho những người khác cùng biết nha. Giờ để xem chúng có thể hoàn thành thử thách này không nhá. Let's go. Đấy thì anh em cũng biết là hiện tại 3F nó đang bảo trì. Hiện tại là chả ai vào được server 3F1C cả. Nên là Chun sẽ thực hiện thử thách ở trong 2 Chun qua 3F, Chun làm có phát xong thử thách luôn. Nhưng Chun chả biết là nó cập nhật cái gì, bảo trì để làm gì. Thêm chế độ sinh tồn. Dù sao thì nói thì Chun nghĩ là 3F nó đang từ lại cái anti-cheat chẳng hạn. Bởi vì kiểu hay cũng triền miên ấy. Nên là 3F không thể nào mà để yên như thế được. Kiểu vậy. Hả? What fuck? Nhanh vậy. Tức thật. Ok. Fuck you bitch. Ok, chúng ta không thể chết được nha. Chúng chết một cái là chúng mất luôn. Nay Chun chuyển sang bát lion chơi anh em ạ. Anh em nhiều người cũng bảo là Chun đổi sang bát lion Chun chơi. Nay Chun thử chơi cho anh em. Đi Chun đổi client mới luôn. Đừng phải bộ, đừng phải bộ, đừng phải ở bộ. Ngoan. Cái Chun lại hoàn thành thử thách luôn nhỉ. Thôi cứ thử làm fan, biết đâu thắng. Nhé. Come here. Lại đây. Năm diamond. Năm em mua. Anh hoàn thành cái thách luôn chơi. Anh Nupa đang xem chắc run lắm này. Đủ. Mà thực ra là không có chơi kèo gì hết, là không có run. Giờ Blue đang ở nhà Gray. Mà Gray đang ở nhà nào? Đang ở nhà anh em. Nè, nhìn này. Boom. Emerald thì không có ai lúc cả. Ấy thôi. Ủa nó có phải bù. Từ từ không được. Này không được, này thua mất. Này chúng ta thua mất anh em ạ. What the fuck? Tại sao nó thể bắn trượt được? Đủ, 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 đủ. À. Thông đấy, thông đấy. À đây đây. Nó rớt à? Ở đâu? Suýt rớt. What the fuck? Sao có thể thua được vậy? Hỏi chấm. Tôi bỏ một nút này em. Violin. Chấm sao mình có thể thua được vậy? Ở đây vô lý lắm. Chắc chú nghĩ không phải do chú đâu. Nó bay xuống. Yeah, let's go. Không sao, nói chung kéo dài video xíu. Vãi. Ok, bấm nút tiếp theo. Nút green shot chụp màn hình. What the fuck? Ok, tiếp ra này nhặng quá. Lửa lửa.
ok. Hello. Mình ăn được á. Ăn được. Shit. Ra kim cương à. Từ ra kim cương. Mất ra kim cương. Dễ rồi, thắng rồi. Rồi. Win game. End game, bitch. Ê boy, ba. Ê ba, ba gì. Yay. Su. Vậy là chú đã hoàn thành thử thách của anh Nupu. Chú sẽ thử chơi không có nút đi lên đi xuống, chỉ có nút đi ngang, đi trái, đi phải. Mình sẽ thành con cua ấy, anh em. Mình sẽ thành con cua ấy. Ui, nó thăng rồi. À, nó rớt rồi. What the fuck? Oh. À, từ. Holy shit! Vô đây. Yeah! Con cua có kill anh em ạ. Chọn. Yes. Oh my god. I'm a crap man. Kiểu gì Nupa cũng đang nghĩ đến cái việc mà chúng sẽ bị mất nút di chuyển anh em. Cho Nupa thấy. Ôi! Sao mày có thể làm thế với một con cua? Ok, và thế video của Chun đến đây là hết rồi anh em ạ. Nếu như anh em muốn Chun làm thêm thử thách của những YouTuber lớn, anh có thể bình luận xuống phía dưới là Chun thực hiện thử thách của YouTuber nào. Yeah, anh em bình luận xuống phía dưới Chun. Còn bây giờ, chúc anh em có một ngày tốt lành bên gia đình và người thân. Giờ Chun bye bye anh em. Bye bye. Boom.